Anh Tú, anh coi tôi như người tàn hình hả? Tôi đang làm việc thưa cô. Tại sao tối hôm qua anh lại đối xử với tôi như vậy? Bình thường thôi mà. Bình thường hả? Anh hôn tôi mà nói là bình thường? Vì tôi là đàn ông mà. Anh, cô đẹp lắm. Bất cứ người đàn ông nào nhìn cô cũng muốn hôn cô. Tôi cũng vậy. Anh, tôi đang làm việc. Có gì hết giờ làm việc rồi chúng ta nói sao? Nè, Long nhờ tao hẹn mày đó. Hai ông bà có gì thì từ từ nói với nhau. Tao đi trước nha. Nè, Hồng ngồi xuống đi. Long có chuyện muốn nói với Hồng. Hồng ngồi đi. Cho ly sinh tố bơ xoài. Dạ được. Hồng à, cho Long xin lỗi. Long không thể nào kiềm chế bản thân mình. Long không thể nào làm chủ tình cảm của mình. Hồng đừng giận Long nha. Hồng không có giận Long. Hồng chỉ buồn là Long không tôn trọng Hồng. Không, Long rất là yêu Hồng, rất là tôn trọng Hồng. Long đã sai rồi. Tôi đã về sau, Long sẽ không sai phạm nữa. Tha lỗi cho Long nha Hồng. Nha Hồng. Tạm thời Long đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Hồng không muốn nghe đâu. Cứ để cho thời gian làm mọi chuyện lắng xuống đi. Hồng, chuyện này nếu Long càng khơi gợi thì nó càng lớn hơn, giống như một vết thương, rồi từ từ nó cũng sẽ lành lại thôi. Hồng chịu bỏ qua cho Long là Long mừng lắm rồi. Không có dám đòi hỏi gì thêm nữa. Long sẽ chờ Hồng. Long ơi, tại sao vậy? Trên đời này có biết bao nhiêu là cô gái tốt, tại sao Long nhất định phải là Hồng chứ? Vì Hồng, Long đã đi rất là nhiều nơi, tiếp xúc với rất là nhiều người, nhưng trong trái tim Long chỉ yêu một mình Hồng mà thôi. Hồng có gì tốt đâu chứ. Có thể Hồng không phải là người phụ nữ đẹp nhất, nhưng Hồng là người duy nhất khiến cho trái tim của Long rung động. Hồng có biết không, không ai có thể thay thế được Hồng. Dạ xin mời. Ông Long, ông đã xin lỗi mày rồi. Mày bỏ qua cho ổng đi. Vấn đề không phải là bỏ qua hay là không, mà là không có cảm giác yêu đương chứ gì. Tao giả giờ làm mặt giận với Long để Long đừng có làm phiền tao nữa. Tao hiểu cảm giác của mày. Không yêu mà ở bên cạnh nhau chán lắm. Yêu đương là một cảm giác đê mê không cưỡng lại được, lúc nào cũng nghĩ đến người ấy. Của cô này. Cô đẹp lắm.
Bất cứ người đàn ông nào nhìn cô cũng muốn hôn cô. Tôi cũng vậy. Tao hỏi cái này nha. Có phải người đàn ông nào nhìn thấy tao á cũng muốn hôn tao hả? Tao không biết. Mày sành sỏi tình trường như vậy mà cũng không biết nữa. Tao có phải đàn ông đâu. Thật ra tình cảm con người nhiều lúc cũng giống nhau thôi. Bất kể đàn ông hay đàn bà, nếu có cảm giác thì mới ôm, mới hôn nhau được. Cảm giác? Cô tin tôi là đàn ông rồi chứ? Anh! Nè! Tại sao khi Long hôn mày, mày lúc nào cũng phản đối kịch liệt? Còn khi anh Tú hôn mày thì mày lại im lặng chấp nhận? Tao... Có phải khi anh Tú hôn mày có cảm giác đúng không? Tao ghét hắn ta lắm. Nếu như mày giết người không ở tù á, tao giết hắn ta đầu tiên á. Hắn ta dám coi thường tao. Ranh giới với yêu và hận rất gần nhau. Cái gì? Mày nói tao yêu hả? Tao yêu tên đó hả? Không bao giờ. Sao anh dậy sớm vậy? Anh không ngủ thêm chút nữa đi. Tôi dậy sớm quen rồi. Dậy sớm tập thể dục cũng tốt. Bây giờ nắng biển cũng đẹp lắm. Có nhiều người ra biển tập thể dục buổi sáng đó. Thôi tôi đi nha. Dạ. Người gì đâu mà lạnh lùng như cục đá. Nói chuyện cũng tiết kiệm lời nữa. Mày bệnh á thì xin nghỉ vài ngày đi, chừng nào khỏe rồi đi làm. Mày đáng gượng hoài á coi chừng chết. Tao không đi làm, tiền đâu trả nợ cho mày. Ê, tao hết thiếu nợ mày rồi nha. Bây giờ mày không thiếu, mai mốt cũng thiếu tao à.
Mày đó, bệnh đó, mà còn mồm mép lại hại nha. Nè, uống thuốc đi, còn có sức mà cãi với tao. Cái mặt của mày á, nhìn giống mấy thằng thất tình lắm đó nha. Tình ở đâu mà thất? Ờ ha. Tao á, thấy xung quanh mày đâu có em nào đâu. Ê, nhưng mà quả thật, tao nhìn cái bộ dạng của mày á, giống mấy thằng thất tình ghê luôn á. Mày xạo quá. Mày đã thất tình bao giờ chưa mà mày biết? Tắm nắng ha anh Ben. Không, anh nhìn kỹ đi, nhìn ông trời nắng gắt như vậy, mới giờ này thôi mặt anh muốn đổ lửa luôn rồi kìa. Thôi vô resort ngồi cho nó mát. Tôi muốn đứng ở đây một chút. Anh Ben, hình như cô Thu để ý anh á, nhìn lén anh hoài luôn. Vậy sao? Em để ý em biết chứ bộ. Mà em thấy cổ vậy nè, nhìn cổ cũng đẹp, nói chuyện dễ thương. Kỳ này ấm rồi ha. Anh thấy làm sao? Tôi không để ý. Người gì lạnh lùng như tảng băng, đứng ngoài nắng một hồi coi chừng bị tan chảy bây giờ. Phòng quản lý xin nghe. Tôi giám đốc đây. Dạ em nghe giám đốc. Mấy ngày nay công việc ổn không em? Dạ ổn thưa anh. Ông Tuấn Kiệt hơi khó tính, em chịu khó một chút nha. Dạ. Mấy hôm nay ngoài sự cố con chó Bin đi lạc ra thì mọi việc đều ổn thưa anh. Nè, không được gọi con Bin là chó, nhớ chưa? Em xin lỗi giám đốc. Thôi cố gắng làm việc đi nha. Dạ. Chị Hồng ơi, chị Hồng. Có chuyện gì vậy? Có Thu? Có chuyện rồi, ông Tuấn Kiệt. Ông Tuấn Kiệt làm sao? Đáng sợ lắm, chị đi với em, chị ra ngoài coi đi. Ừ.